Trong ngày 21 tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan Michal Kolodziejczak tuyên bố nước này có thể xem xét các hạn chế bổ sung đối với các nông sản của Ukraine nếu không đạt được thỏa thuận với Kiev. Trong khi đó, nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa biên giới không cho hàng hóa từ Ukraine vào Ba Lan. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tranh chấp về thương mại hàng nông sản leo thang từ khi chính phủ của Đảng Bảo thủ Luật pháp và Công lý PIS của Ba Lan đưa ra lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine và 4 sản phẩm khác, đầu tiên là trong khuôn khổ EU, sau đó là đơn phương. Chính phủ mới của tân Thủ tướng Donald Tusk vẫn chưa dỡ bỏ biện pháp này. Nông dân Ba Lan cho rằng hàng nhập khẩu từ Ukraine tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, điều mà Kiev phủ nhận. Hơn nữa, Thứ trưởng Nông nghiệp Ba Lan thừa nhận xuất khẩu của Ba Lan sang các nước thuộc EU đang gặp khó, trong đó Ba Lan đang mất thị trường Đức. Các công nhân nông nghiệp Ba Lan cùng các hãng vận tải từng tham gia phong tỏa biên giới Ukraine từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, nhưng đã chấm dứt biểu tình sau khi ký kết thỏa thuận với chính phủ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã tiếp tục. Nông dân Ba Lan chỉ trích việc nhập khẩu nông sản Ukraine và thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu-EU. Tình hình leo thang vào ngày 20 tháng 2 khi một số nông dân đổ ngũ cốc Ukraine và treo các khẩu hiệu chống Ukraine làm dấy lên làn sóng phản đối ở Ukraine. Theo truyền thông Ba Lan, ông Kolodziejczak cho biết Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Siekierski sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine Mykola Solskii để tìm kiếm một thỏa thuận xuất khẩu sang Ba Lan. Nhưng ông Kolodziejczak cho rằng quả bóng đang ở phía Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu các cuộc đàm phán thất bại, Warsaw có thể đưa ra các hạn chế hơn nữa đối với hàng hóa Ukraine. Cũng trong ngày 21 tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Michal Kolodziejczak cho biết Warsaw đang kêu gọi áp hạn ngạch với nông sản Ukraine xuất sang Liên minh châu Âu-EU. Thông tấn xã Việt Nam thông tin. Thứ trưởng Kolodziejczak xác nhận ngũ cốc Ukraine không còn ở Ba Lan nhưng đang ép nông sản Ba Lan ra khỏi thị trường các quốc gia thành viên EU khác như Đức chẳng hạn. Theo ông Kolodziejczak, đến nay, Ba Lan chưa ghi nhận trường hợp nào nông sản Ukraine được dự định quá cảnh mà vẫn sót lại ở Ba Lan. Thứ trưởng Kolodziejczak cho biết Bộ Nông nghiệp Ba Lan trong vài tuần qua đã nhận được các báo cáo về việc nông sản Ukraine được dự kiến quá cảnh Ba Lan đã bị dỡ xuống ở Ba Lan, song không báo cáo nào trong số đó được xác nhận. Ông Kolodziejczak cho rằng tình hình có thể được giải quyết nếu hạn ngạch đối với hàng hóa Ukraine xuất sang EU được áp dụng và có thêm các mặt hàng trong số này được vận chuyển tới các quốc gia khác. Ngày 20 tháng 2, nông dân Ba Lan đã biểu tình trên khắp đất nước, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới Ukraine và làm gián đoạn giao thông trên toàn quốc. Thông tấn xã Việt Nam thông tin, người phát ngôn Hiệp hội Nông dân Đoàn kết, ông Adrian Wojniak, cho biết dù viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ được phép đi qua, nhưng vận tải hành khách và hàng hóa qua biên giới sẽ bị chặn, không chỉ xe tải. Các bến cảng và đường cao tốc cũng sẽ bị phong tỏa. Máy kéo của người biểu tình mang biểu ngữ có nội dung ngũ cốc từ Ukraine sẽ làm nông dân Ba Lan phá sản. Một video clip được phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy những người biểu tình ở cửa khẩu Medica đang mở toa tàu để đổ ngũ cốc xuống đường dây. Trên nền tảng truyền thông xã hội X, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov chỉ trích việc đổ ngũ cốc của Ukraine xuống đường dây là hành động khiêu khích chính trị nhằm chia rẽ hai nước. Cùng ngày 19 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận tình hình ở biên giới cho thấy sự xói mòn tình đoàn kết, đồng thời kêu gọi hai bên cần có những quyết định chung hợp lý để giải quyết tình trạng này. Tại Đông Âu, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Viridenko ngày 20 tháng 2 cho biết Kiev đã thông báo với Ủy ban châu Âu EC về các hành động của người biểu tình Ba Lan tại biên giới hai nước và trông đợi một phản ứng mạnh mẽ từ phía EC. Bà Viridenko nhấn mạnh việc đổ ngũ cốc từ các toa tàu hàng xuống đường dây chặn giao thông vận tải hành khách không phải là biểu tình phản đối, mà đó là hành vi vi phạm trật tự công cộng. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết số ngũ cốc của nước này bị nông dân Ba Lan đổ ra đường dây là lô hàng đang trên đường được vận chuyển tới Đức chứ không phải tới Ba Lan. Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Czeslaw Siekierski cho biết ông đang đàm phán với Ukraine vào một thỏa thuận hạn chế nhập khẩu có thể đạt được vào cuối tháng 3 tới. Gần đây, nông dân trên khắp châu Âu đã biểu tình để phản đối chi phí gia tăng và sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài, đặc biệt là Ukraine sau quyết định của Liên minh châu Âu EC vào năm 2022 về việc miễn thuế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine.
Ba Lan là một trong những đồng minh của Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, nhưng các cuộc biểu tình ở biên giới đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Ngày 21 tháng 2, nông dân Tây Ban Nha đã điều khiển hàng trăm máy cày tiến vào thành phố Madrid để tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các đối tác bên ngoài Liên minh châu Âu-EU. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở Pháp, Ba Lan và Hy Lạp, thông tấn xã Việt Nam thông tin. Theo người đại diện của Liên minh các công đoàn Tây Ban Nha, Luis Cortes, nông dân và những người chăn nuôi ở nước này đã tổ chức biểu tình từ ngày 1 tháng 2 để yêu cầu các chính sách đảm bảo giá cả công bằng, có thể bù đắp chi phí và yêu cầu chính phủ áp các quy định tương ứng với hàng hóa nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài EU. Tuần trước, chính phủ Tây Ban Nha đã công bố loạt biện pháp để xoa dịu tình hình, nhưng ông Cortes cho biết các biện pháp chưa đủ quyết liệt để giải quyết những vấn đề được nêu ra. Không chỉ xảy ra ở Tây Ban Nha, làn sóng biểu tình của nông dân đã lan rộng trong EU. Theo đó, nông dân các nước ở Pháp, Đức, Italy và Hy Lạp cũng đã tiến hành các cuộc biểu tình dẫn tới tình trạng tắc nghẽn nhiều tuyến đường. Người biểu tình Pháp dừng mọi hoạt động sản xuất để tham gia biểu tình chặn các tuyến phố, đặt ra thời hạn để chính phủ có biện pháp giải quyết các yêu cầu. Tại Hy Lạp, hàng nghìn người nông dân đã yêu cầu hỗ trợ tài chính để chấm dứt biểu tình kéo dài 4 tuần, nhưng chính phủ thông báo không còn nguồn quỹ để đáp ứng yêu cầu này. Người nông dân ở phía Nam Ba Lan cũng đã tiến hành các cuộc biểu tình với lý do tương tự. Những vấn đề gây bức xúc cho người nông dân các nước EU là thu nhập thấp, các quy định môi trường ngặt nghèo và cạnh tranh khó khăn với các hàng hóa nhập khẩu ngoại khối. Người nông dân cho rằng chính sách nông nghiệp chung của Ủy ban châu Âu EC và thỏa thuận xanh sắp công bố là nguồn cơn dẫn tới các vấn đề. Trước đó, vào ngày 15 tháng 2, Hiệp hội Nông dân châu Âu COPACOGECA cùng 5 tổ chức đại diện cho các lĩnh vực đã lên tiếng phản đối các đề xuất kiểm soát nhập khẩu nông sản Ukraine, cho rằng như vậy là chưa đủ và cảnh báo tiếp tục biểu tình nếu Liên minh châu Âu-EU không áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn. Cuối tháng 1 năm 2024, Ủy ban châu Âu-EC đã đề xuất gia hạn miễn thuế 1 năm bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 đối với nông sản nhập khẩu từ Ukraine. Quy định này vốn đang được áp dụng từ năm 2022 sau khi bùng phát xung đột tại Ukraine. Gần đây, EU đề xuất nhiều biện pháp bảo vệ ngành nông nghiệp của khối có thể áp dụng trong trường hợp đặc biệt cần thiết như giới hạn việc nhập khẩu miễn thuế các mặt hàng như thịt gia cầm, trứng và đường ở mức trung bình của năm 2022-2023. Đề xuất này đang được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu EP xem xét. Tuy nhiên, COPACOGECA bác bỏ và cho rằng các đề xuất này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành gia cầm, trứng, đường, ngũ cốc và mật ong của khối. Trong tuyên bố chung, nhóm đại diện nông dân EU cho rằng việc giới hạn nhập khẩu đối với 3 sản phẩm bằng mức nhập của năm ngoái là chưa đủ, vì giới hạn này chính là nguyên nhân đẩy các nhà sản xuất EU vào tình trạng khó khăn, trong khi EU không có kế hoạch hạn chế nào đối với ngũ cốc và mật ong. Họ cũng cho rằng các sản phẩm nhập khẩu từ Ukraine không phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và xã hội cao hơn của EU. Tuyên bố chung nêu rõ, nông dân ở Romania, Bulgaria, Ba Lan, Hungary và Slovakia đang phải bán các sản phẩm của mình với giá thấp hơn khoảng 40% so với giá thị trường tiêu chuẩn và hàng nghìn trang trại đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Các nhà sản xuất ngũ cốc, gia cầm và đường ở Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức và Áo cũng bắt đầu chịu áp lực đáng kể. Từ tháng 1 năm 2024, người nông dân khắp châu Âu biểu tình liên tiếp yêu cầu EU kiểm soát tốt hơn sự cạnh tranh thiếu công bằng của nông sản từ Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.